What? How are you? I'm fine, you? Yes, I'm fine too. Let's check your homework. Okay, here, number one, can you tell me? My hobby is collecting glass bottle. Okay, number two. Hans brother rides his motorbike to work. Yes, but don't miss this, okay? Van's brother usually rides his bike to work. Number three. What is your favorite hobby? Elena. Number four. They don't like playing board game. No. Ling. Don't. Ling don't. Are you sure? Doesn't. Ling doesn't. Okay. Ling doesn't. Ling doesn't like. Ling doesn't like playing board game. Yes. Number five. My sister finds arranging flower is interesting. No. This is a big mistake, okay? My sister finds arranging flowers interesting. Okay, so you can see interesting. Can you see that? There's no to be here. Yes. Yes, no is. No to be here. When you use yeah. Find, okay, when you use find, there's no to be. Yeah. Okay, great. Remember this. Now here. What is B? Yes, right. Number two. Number two, C. No, number two is A. This is giant, okay? Giant, target, right? Target, figure, garbage. So A, giant. Giant. Now number three. B. 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 No, no. It's C. A is chemist. Chemist. B is school. School. Okay. C is chance. And D is chaos. Chaos. Okay. Chaos, it means chaos. Okay. Chaos. Yes. You can look it up on your dictionary, like, right? Chaos. What does it mean? Number four is C. C. Rock. Yes, right. And number five. Number five is D.
Yes, neat. This is a silent sound. Okay, silent sound. Okay, so can you read number one again? Can you read the four words? Can be recycled into community. Vacuum. Now repeat. Vacuum. 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 What is a vacuum? Do you know that? Vacuum. Okay. Yes. I need you to read again this word. Vacuum. Vacuum. Okay. Vacuum. Vacuum. Okay. Now read the four words in number two. Read the four words in number two. Lion. Giant. 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 Yes. Target. Target. This is figure. 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 Yes, figure. And here? Figure. The beach. Yes, garbage. Okay, number three. Can you read the words in number three? Campus. Mm-hmm. School. Mm-hmm. Trans. Yes. Chaos. This is chaos. 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 Yeah, chaos. Chaos. And number four? Kite, cookie, hike, knit. Mm-hmm. That is number five. Mm-hmm. Number four? Rock, drag, pig, mug. So there's no difference. If you speak like that, so there's no difference. Like frog, drag, pitch, okay, pitch, and mug, okay, it's a mug. Yes, and here kite, cookie, hike, and knit. Right. One more time. One more time. The last time. Now, last time. Read this word. Vacuum. 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 And here? Giant. Yes. And here? Figure. 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 Okay. Figure. Figure. Yes. Not finger. Finger. This is finger. Right. This is finger. This is figure. And here? Chaos. Yes. Chaos. And this? Pitch. Yes, pitch. And here? Pitch. Neat. Neat. Right. Okay. Neat. Now, number one. Have offered. Yes, have offered. And number two, clean it. Cleaned. Yes, cleaned. Oh, it cleaned. 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 Yes. And number three, recycle
This is a question. This is a question. Okay, and you see this. Ever, right? So, which, this is a sign of which tense? Which tense? Ever. Present perfect. Yeah, so. What is the auxiliary of present perfect? The auxiliary of present simple is do or does, okay? And of past simple is did. So what is the auxiliary of present perfect? Have. Yeah, have. So have you ever recycle? Yes, right. And put it here. Have you ever recycled? You need to fix anything, okay? You can do it now. Number four is tutor. Tutors. Tutors. Okay. Tutors. 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 Okay. Finished. Can I clear the screen now? Can I clear? Yes. Yes. And number five, this is a question, okay. Did you provide evening classes? Oh no, not did you provide it, no. Did you? So when you have did already, okay? When you have the auxiliary here already, so you need? Provide. Yeah, provide. Did you provide? Number six. Has donated. Yes, has donated. Has donated. Great. Number seven. Have Tom participated? Have or has? Has. Has, yeah. Has Tom participated? Participated. Yes, participated in, okay? Remember to add in after participate. Remember that? Participate, okay? We'll go with in. Okay, remember? I will put it here. Now number eight. Didn't start. Yes, right. And number nine. Sam. Sam. No. Every Sunday. Every Sunday. Same. And this is a question. Do your friends sing? Yes. Do your friend sing? Do your friends sing? Okay. Do your friends sing for the elderly?
elderly people every Sunday. Okay, take notice. Take note, okay, about a question or not, okay? Okay. Okay, and the last one. The children haven't finished. Mm-hmm. Right, haven't finished. Finished. Yes, right. The children haven't finished painting the mural of a gravity yet. Okay. Have you done? Have you? Yes. Okay, clear. Let's see if we have anything. Okay, that's great. But now I need to read this word again. Vacuum. Yes, vacuum. And here? Vacuum. Giant. Yes, giant. Try to make it stronger. Don't say giant or something like that. Giant. Yes, much better. And here? Figure. Figure. Okay, figure. And here? Okay. Welcome back. Now read this word again. Here. Read this again. Chaos. Yes, right. How about this? Meat. Meat. And here?
Mug. Yes, mug. Mug. Okay, fine. So today we can move to our new lesson. Are you ready for unit 4? Yes. Okay, unit 4, music and arts. You know music? Yes. Do you play any instrument? Do you play any instrument? What? Do you play any instruments? Yes, I do. What is that? I play piano. How long have you been playing the piano? I think it's some year. For some years? Okay. How about art? Do you know art? Yes. So do you paint? Do you paint or draw? Yes, I do. Are you good at art? Yes. Oh, really? How often do you paint a picture? Once a week. Wow. Okay, now here you can say yes or no for this question, okay? You said yes or no for this question. Okay. Can you show me your painting? Yes or no? Yes. Right now or later? Later. Okay, so okay, tomorrow? Yes. Mm-hmm. Do you want to see my painting? Do you want to see my paintings too? Yes. So can we exchange our paintings tomorrow? Can we show our paintings? Okay, that's nice. Very good. So remember it. Okay, now vocabulary. Okay, today we have to distinguish, okay, the difference between here. Sh and zh. Here, this is sh and zh. Okay, can you see the difference? Sh. Yeah. Comparisons. Mm-hmm. Okay. Yes. And many things too. Okay, Jeff, take it step by step. Vocabulary. Now, firstly, I want you to write down every word, okay? And then we will work on the pronunciation later. Now, firstly, write every word. Thank you.
Finish. Okay. Now, you can finish up. Oh, sorry. You can repeat after me. Gallery. 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 Yeah, gallery. Gallery. Yes. I don't know. This is concert. 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 Not concert. Concert. Of concert. Wait. It's strange. I don't know which dictionary to trust. Concert or concert? Concert. Yes, it's concert. It's not concert. Concert. Now concert. Concert. Can you repeat after me? Concert. Concert. Yes. And here, fantastic. 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 Yeah, fantastic. And here, atmosphere. 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 Yes. Atmosphere. 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 Yes. Atmosphere. Okay. Atmosphere. Tell me this word. The gallery. That's gallery. Gallery. Concert. Yeah, concert. 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 And here. Fantastic. Yeah, fantastic. And here. Atmosphere. 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 Okay. Atmosphere. Now we'll learn some more new words. Excellent. Exciting. So what is excellent? An adjective. So Saka. Yes. If you need to write this, write. Okay, do you need to write? Do you need to write it down? Conviction. Where? Yeah. Can you see that now? Yes. Right. Finish. Okay, now excellent, excellent. Excellent. Excellent, excellent. Excellent. Yes, and here, musicians.
Musician. Musician. Yeah, musician. Okay, now I want us to listen, okay? Listen to the dialogue and read, okay? Read at the same time. Listen and read at the same time. Okay, are you ready? Are you ready to listen? Yes. Activity one. Listen and read. Hi, Zung. How are things? Good. Oh, have you visited the Crazy Paint Art Gallery recently? No, I haven't. I heard that it's not as good as it was before. Oh no, it's great. I went there last weekend. The paintings are excellent. So, what shall we do this weekend? Let me see. The La La La's are playing at the Young Club. Let's go. But we can watch the concert live on TV. Oh, come on. It's quite different to be there in person. The musicians, the crowd, the colourful lights, the atmosphere. It will be fantastic. I don't like so much noise, Nick. Loud pop music really isn't my thing. Come on, Zern. It will be exciting. How about going to the cinema? I like films. Me too. Okay, we can go to the cinema if I get to choose the film. Okay, do you need to listen one more time or we can practice now? Do you want to listen or want to practice? Muốn nghe lần nữa hay là muốn tập luôn? Muốn bọn mình tập luôn? Nhưng mà nghe một lần nữa. Cố nhá, khi mà mình nghe mình sẽ đọc thật kỹ để xem người ta phát âm nào và người ta luyến lấy câu cú như nào nhá. Ok? Activity 1. Listen and read. Hi, Zung. How are things? Good. Oh, have you visited the Crazy Paint Art Gallery recently? No, I haven't. I heard that it's not as good as it was before. Oh no, it's great. I went there last weekend. The paintings are excellent. So, what shall we do this weekend? Let me see. The La La La's are playing at the Young Club. Let's go. But we can watch the concert live on TV. Oh, come on. It's quite different to be there in person. The musicians, the crowd, the colourful lights, the atmosphere. It will be fantastic. I don't like so much noise, Nick. Loud pop music really isn't my thing. Come on, Zern. It will be exciting. How about going to the cinema? I like films. Me too. Okay, we can go to the cinema if I get to choose the film. Bây giờ ở đây okay. Một số cái mà gọi là expressions. Expressions là những cái gì, những cái cách diễn đạt rất là hay nhá. Mình sẽ có thể học thêm, ví dụ như là sau này mình có thể nói chuyện với cả người nước ngoài đúng không? Sau này mình sẽ sử dụng tiếng Anh mà. Thì nó có những cái cụm rất hay, ví dụ như là cụm này. Oh come on, come on ở đây là gì nhỉ? Thôi nào, đúng không? Kiểu như ví dụ như một người nào nói một cái gì đó phải thôi nào, kiểu như là mình muốn convince, mình muốn thuyết phục người ta là hãy làm khác đi. Đấy, thôi nào, kiểu như là. Và có một cụm nữa là rất hay đây, in person. Nhìn thấy bạn, nhìn thấy con này chưa? In person. Được. In person nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là không phải là online, không phải là offline gì đó. À, không phải online thì gọi là gì? Biết rồi. Ở ngoài đời, kiểu đúng không? Gọi là gặp, kiểu như là gặp in person, gặp nhau bằng gì? Kiểu như là người với người nhìn thấy nhau ấy, in person, ngoài đời. Nghĩa là bạn không phải là xem một cái thứ gì đó hay là bạn gặp một ai đó qua mạng. Như cô với bạn phải in person không? Không ạ. Không, đúng rồi, mình là online đúng không? Đấy, khi nào mình là phải gặp nhau tận ngoài đời, bằng da, bằng thịt, nhìn trực tiếp ấy, thì mới gọi là in person. Thế ở đây ý người ta nói là gì? Khi mà bạn đi xem nhạc mà ngoài đời ý, đi đến hẳn một concert, nhìn thấy các ban nhạc đang diễn ngoài đời thì nó sẽ khác hẳn với cả gì? Qua TV đúng không? Wow. Cái nữa này, cái cụm này rất nên học. Có nghĩa là nếu như hiện tại thì có
mình có thể ghi vào nhé, in person nghĩa là ngoài đời, nghĩa là nó khác với cả gì? Online. Đấy, có thể viết ra. Để sau này ví dụ chẳng may có bài về gì, tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa chẳng hạn. Ví dụ ta sẽ gạch chân in person, trái nghĩa với cái gì thì có nghĩa là trái nghĩa với online chẳng hạn. Đấy. Và cụm in person là một cụm dùng rất nhiều cái văn nói hàng ngày. Đấy. Nếu như mà sau này mà mình kiểu như là có cơ hội tiếp xúc với cả những người nước ngoài các thứ, đúng không? Một câu này cũng là một câu sử dụng rất nhiều này, my thing. My thing là như nào? Ý là muốn nói là gì nhỉ? Sở thích của tôi à? Sở thích đấy đúng không? Ý là một cách nói khác của sở thích, ví dụ như là it's not my thing, nó không phải là sở thích của tôi. Một cách nói kiểu hàng ngày. Hoặc it's my thing, có nghĩa là đó là cái mà tôi thích đấy. Thứ của tôi đúng không? My thing, thứ của tôi, ý là thứ tôi thích. Not my thing, it's not my thing là tôi không thích. Đấy. Hoặc là ví dụ như câu cuối này, if I get to choose the film, if I get to ở đây ý người ta một dạng như là phải, have to, kiểu thế. Ví dụ mình có đấy nhá, mình có thể học được thêm các cụm này, come on, in person, hoặc là my thing. Sau này ví dụ như là các cái bài nói nhá, sau các bài nói ví dụ như là quý vị có hỏi là bạn có thích nghe nhạc pop không, hay là bạn có thích nghe nhạc jazz không chẳng hạn, thì bạn có thể trả lời cô là it's my thing, hoặc là it's my thing. Ok, một cách nói rất hay. Mình chứ không nhất thiết lúc nào mình sẽ hay hơn là my favorite is, cái đấy thì nó hơi bị nhàm chán đúng không? It's my thing nghe nó hay hơn nhiều. Ok, great. Nào bây giờ bạn muốn làm Nick hay Dương đây, cho bạn chọn đấy. Cho phòng Nick ạ. Nhớ nhá, những câu hỏi thì sao? Lên giọng nhá. Nói còn luyến láy nhá, sẽ cảm xúc emotion vào. Ok. Hi, Dương. How are you doing? Yeah, good. Oh, have you visited the Crazy Paint Art Gallery recently? No, I haven't. I heard that it's not as good as it was before. Oh, no, it's great. I went there last weekend. The paintings are excellent. So what should we do this weekend? Let me see. The La La La's are playing at Drum Club. Let's go. But we can watch the concert live on TV. Oh, come on. It's quite different to be there in person. The musician, the crowd, the colorful light, the atmosphere. This will be fantastic. I don't like so much noise, Nick. Loud pop music really isn't my thing. Come on, Zoom. This will be exciting. How about going to the cinema? I like films. Me too, okay. We can go to the cinema if I get to choose the film. Vậy thì cái này là musicians. Yeah, musicians. Đừng có đọc bị mất âm nha, musicians. Đọc rõ là thứ hai này, hay bị mất âm, hay bị mất từ dơ lắm nhá. Chưa? Khi đọc đừng có mất từ nhá. Được. Thế bây giờ đến lượt cô chọn đây, cô chọn làm bạn Dương, còn bạn làm bạn Nick nhá. À đây, cô chọn làm bạn Nick, còn làm bạn Dương nhá. Được. Yeah. How are things? Ý người ta muốn hỏi là gì nhỉ? Bạn có thể trả lời không? Ý là gì vậy? Chính là một cái how are you đấy. Mọi chuyện thế nào rồi? Ý là dạo gần đây bạn khỏe không ấy? Dạo gần đây bạn thế nào? Chính là một kiểu dạng how are you ấy. Kiểu thế. How are things? Ý là hỏi là dạo gần đây thế nào rồi đúng không? How are things? Chính là mọi chuyện thế nào rồi? Hay ý hỏi thăm là dạo gần đây sao rồi đấy, ý là thế. Một cách nói khác cũng rất hay mà đời thường đúng không? Chứ ví dụ cứ hello, how are you today? Vâng. Nào mình cũng nói như thế cho nó đơn giản nhưng mà nghe nó chả hay. Sau này ví dụ mình có thể how are things? Cho nó hay đúng không? Vâng. Nào
Hi, Zhe, how are things? Good. Oh, have you visited the crazy paint at gallery recently? Recently? No, I haven't. I heard that it's not as good as it was before. Oh no, it's great. I went there last weekend. The painting is excellent. So what shall we do this weekend? Let me see. The La La La's are playing at the Young Club. Let's go! That we can watch the concert live on TV. Oh, come on. It's quite different to be there in person. The musicians, the crowd, the colorful light, the atmosphere. It will be fantastic. I don't like so much noise, Nick. Loud pop music really isn't my thing. Come on, Zeng. It will be exciting. How about going to the cinema? I like films. Me too. Okay, we can go to the cinema if I get to choose the film. Here. Excellent. Excellent. Yeah, that's right. Great. Thế thì bây giờ mình sẽ làm một công việc đây. Đó chính là lại một người là Nick, một người là Dương. Lần này làm một lần thôi nhá. Thì sẽ dịch bài. Thế bạn muốn bạn dịch Nick hay Nick dịch Dương đây ạ? Nick ạ. Ờ, thế bạn dịch đi. Chào Dương, dạo gần đây bạn thế nào? Thôi cậu với tớ nghe cho nó, hay là ông với tôi đi. Dạo vào đây ông với nào ấy? À, tôi khỏe. Thế ông đã đi thăm cái triển lãm Crazy Art gần đây chưa? Không, tôi không đi. Tôi nghe nói ở đó không được tốt như lúc trước. Trời ơi, ai bảo thế? Tuyệt vời luôn. Tôi vừa mới đi tuần trước ấy. Mấy cái bức tranh nó đẹp xuất sắc. Thế bọn mình có định đi tuần này không? Để tôi xem. Cái bọn La 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 ấy, nó đang chơi ở câu lạc bộ tuổi trẻ ấy. Đi. Nhưng mà La 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 đang chơi ở câu lạc bộ trẻ, cùng đi nào. Nhưng mà bọn mình có thể xem cái buổi hòa nhạc nó trực tiếp ở trên TV được mà. Ồ thôi nào. Có khác biệt rất nhiều khi ta đi xem trực tiếp. Những nhạc sĩ crowd là gì? Thế sao nãy giờ không hỏi nhỉ? Tưởng biết rồi. Crowd là đám đông nhá, biết mà đi. Crowd là đám đông, thế có dơ trước thì nó phải là danh gì nhỉ? Danh từ đúng không? Đám đông. Yeah. Tiếp theo này. Những ánh đèn lấp lánh và bầu không khí, mọi thứ sẽ thật tuyệt vời. Cô có thật sự lấp lánh không? Dạ. Yeah. Colorful phải lấp lánh không? Sặc sỡ à? Rồi, phải sặc sỡ. Với cả ở đây này, thực ra nó không phải là quite, ở đây sẽ là khá thôi chứ không phải là rất khác biệt nhá. Khi mình dịch ra thì mình thấy là mình sẽ lộ ra những cái mà mình dịch nhầm, mình hiểu sai đúng không? Quite đây ý là khá thôi. Nghĩa là nó là một cái, mình có thể nói là gì nhỉ? Nghĩa là khá thì nghĩa là nó sẽ nhỏ hơn là rất. Nghĩa là nó sẽ về cái độ, cái level ấy, cái cấp bậc của nó sẽ thấp hơn very. Quite nó sẽ là nhỏ hơn, nghĩa là nó chỉ khá khác biệt thôi chứ nó phải là rất khác biệt. Nhưng mà ông ơi, tôi có thích mấy cái mà ồn ào, mấy cái thứ ồn ào đâu không?
cái nhạc pop ồn ào ấy thì nó không phải là cái gu của tôi đâu. Thôi nào Dương, nó sẽ rất tuyệt vời. Hay là bọn thế đi xem phim thì sao? Tôi thích xem phim cơ. Tôi cũng vậy, được rồi. Chúng ta sẽ đi xem phim nếu được, tôi là người chọn phim. Đúng rồi, yes! Có quá dịch chuẩn đấy. Very good. Đấy nha, thế mà mình đã làm kỹ phần này rồi, bây giờ mình sẽ sang cái khác. Activity. Okay, now here. Bây giờ sẽ true or false. Câu 1. One is true. True. Thế bây giờ mình sẽ để ý thêm một cái cụm là make plans, là lên kế hoạch nhá. Plans, make plans. Number two. Is false. False, đúng rồi. Thế thì bởi vì là tại sao cái ông nào nói là nó phải là ai nói là tệ? Dương bảo tệ à? Hay là Nick bảo tệ nhỉ? Thế như là Nick bảo là nó tệ đúng không? Bảo là nghe nó hay là Dương nói nhỉ? À đây Nick đây, Nick bảo là tôi nghe nói là ngày xưa nó không được đẹp như ngày xưa đúng không? Nó không tốt như ngày xưa. Thì Dương bảo là đâu làm gì có, nó đẹp mà đúng không? Đấy. Thế thì sự thật là false đúng không? Nghĩa là cái art gallery, cái triển lãm hay là gallery vấn đề gì mà gì nữa nhỉ? Nhìn nội bộ sưu tầm à? Bộ sưu tầm á? Ô nó ghi là bộ sưu tầm. Thôi kệ, cô cứ dịch là cái triển lãm hoặc là cái nói chung cái phòng tranh ý, art gallery phòng tranh nhá, thì nó vẫn đẹp như xưa nhá. Nào, và Nick thích pop music đúng hay sai nhỉ? Nick thích pop music. Ai mới là người nói lại tôi không thích nhỉ? Thế như Dương thích đi xem phim cơ, còn Nick là thích nhạc, thế là true. True. Rồi. Dương muốn đi đến buổi hòa nhạc là đúng hay sai? Sai. Đúng rồi, ông bảo là có thích mấy cái nhạc ồn ào đâu. Câu 5 nào, nốt câu 5. False, đúng rồi, ai mới là người chọn đấy nhỉ? Nick. Yes, okay, great. Okay, thank you so much. Okay, now when you at home, you will have to learn by heart all the new words. Remember? Yes. Okay, thank you, and see you next time. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Goodbye.